chài chặt cũ con câu không, trời ơi rồi vô mánh rồi. Ô cá tra, trời ơi ao này ao nhà hả, kêu ghê. Trời ơi trời ơi, trời ơi trời, chết con mẹ rồi, gắp cái chài luôn rồi. Ôi trời ơi kìa, trời ơi này hư cái chài luôn rồi. Ôi ôi chài là banh nó chài. Mấy con phải không anh? Đúng rồi, đặt kéo á. Bữa dính được 800 gram tới giờ. Đặt trước cái nhóc giờ nó nhóc kìa. Chạy đổi qua ao kia hả? Chạy bắt cho. Trời ơi trời. Nó quá kêu à. Ủa gì sủa. Im tao qua kia mấy con cá coi kia nó kêu coi mày ông sùm quá. Chà tản cư luôn. Một chài mà quá trời cá. Thả lại hai em. Bắt mấy con bự thôi. Có con nào vừa chăm sinh con được không anh? Anh đi ăn cái gì? Về ăn thôi. Thì câu không có sinh về hả? Chắc cứu hả? Không có. Quá trời cá. Đây cũng mấy chục ký chạy đi câu không có xin về ăn nè mọi người, em máu xanh xin được con này. Rồi có nhớt rồi đó ha, chắc cứu rồi ha, tại vì giờ anh cá cho anh coi em cho trả máu xanh cha bắt nhiêu con cá nè.